Xin kính chào các thượng đế. Bây giờ là 14 giờ 36 phút. Hôm nay là ngày mùng 2 tháng 11 năm 2023. Video này mình thanh lý chiếc âm ly của hãng Nanomax có model DH3300A. Âm ly này của công ty điện tử Sơn Tùng ở thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam sản xuất. Được nhà sản xuất trang bị cho 16 con sò than. Tên của con sò công suất là D718 và B688. Đây này, 16 chăn di to này. Đấy, 16 chăn di to này. Hai cầu AB riêng biệt, trở kháng từ 4 đến 8 ohm, ăn điện 220V. Chiếc âm ly này nó có thể chơi tốt với một đôi loa với đường kính bát 4 tấc hay còn gọi là 40 cm nha. 40 cm hay còn gọi là 4 tấc, muốn gọi như thế nào thì gọi. Đấy, thế nhưng mà nó chơi tốt. Đấy. Âm ly này thì mình chưa thay chiếc đáp và công tắc. Giờ về chỉ có thay chiếc đáp và công tắc là ngon ngay, tại vì bây giờ chiếc đáp và công tắc nó cũ rồi thì nhiều khi nó lẹt xoẹt nha, nhiều khi nó lẹt xoẹt. Đấy. Khi có đồng chí nào trần văn chốt thì mình sẽ lắp đầy đủ núm vào, hoặc là có đồng chí nào ưng bụng cái sản phẩm này thì mình sẽ thay chiếc đáp và công tắc, hoặc là cứ để như thế này để về các đồng chí tự thay chiếc đáp, tự thay công tắc nhá. Thế nhưng mà cái núm vặn ấy là sẽ có đủ lắp vào trước khi gửi đi. Đây là cục biến áp nguồn của âm ly Nanomax của model DH3300. Đây này, đấy, Nanomax này. Điện áp đối xứng là 38V. Điện áp 38V là điện áp cấp cho mạch công suất, Đây là bo nguồn, hai con tụ nguồn zin của hãng Nanomax. Hãng Nanomax thì bao giờ cũng vậy, có cái tụ nó màu nâu này là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai là tụ nó nhỏ nhỏ bé bé này. Đây là tụ zin nhá, biến áp zin. Đây là mạch công suất. Mạch công suất của âm ly Nanomax DH3300 đây, Nanomax đây. Lưu ý là âm ly Nanomax thì đương nhiên là ở phên vỉ phải có chữ Nanomax. Chứ còn nếu như phên vỉ mà không có chữ Nanomax thì leng téng có khi cái đấy là không phải phên vỉ zin đâu. Đây. 1 này, 2 3 4 5 6 7 8. 8 con sò công suất. Âm ly này là âm ly 16 sò nhá. Âm ly này là âm ly 16 sò. Đấy. Bên đây nữa. Bên đây cũng 8 con. Đây. Bên đây cũng 8 con. Âm ly này đánh thì khỏe rồi. Đấy. Đây là mạch mic. Mạch mic của hãng Nanomax đây này. Đấy, Nanomax này. Chạy 4IC4558. 1, 2, 3, 4. Đây. Còn DH3300 này. Đấy, mạch mic Nanomax này. Mạch Echo Nanomax này. Không lai tạp một cái gì cả. Mạch music và master liền một bo Nanomax. Đây Nanomax đây này. Đấy, Nanomax đấy nha. Còn đây là cái mặt đằng sau. Đấy, tem mác đây này. Đấy. Thì cái này nếu mà gì thì mình lắp nó vào, để này. Cái này mình tháo ra định thay nhưng mà không có thời gian. Đây này. Đấy, lắp ốc vào cho các thượng đế nhá. Ở đây cũng có thiết kế cầu chữ U này, mình lắp cả cầu chữ U vào cho luôn. Đấy, thế còn cứ để như thế này cũng bán, thế mà có thượng đế nào ưng thì mình thay chiếc đáp và công tắc mình cũng bán nhá. Đây, bây giờ mặt dưới đây, của chiếc OB này đây. Đấy. Có cái nắp ấy thì còn ở trên trên mặt cái nắp là nó có chữ Nanomax, lại đây là nắp zin, nhưng mà không biết qua cũng nhiều ngày rồi không biết là cái nắp ấy còn hay không. Thế đương nhiên là nếu như không còn thì phải chịu nhá. Đấy, thế còn nếu còn là cơ tốt, còn nếu không còn thì mình sẽ lắp ở cái nắp của cái âm ly khác, nó cũng vừa cái này nhá. Đấy, thì nói trước cho nhau biết thì cho nó dễ hơn. Đấy. Nếu cứ để như thế này, hai mạch công suất đang hoạt động bình thường nhá, mạch công suất mà hoạt động bình thường thì đương nhiên là nguồn phải hoạt động bình thường. Đấy, thì trân trọng gửi tới các thượng đế để về các thượng đế tự thay chiếc đáp, tự lau chùi vệ sinh để cho nó đẹp lên nha. Thì trân trọng gửi tới mọi người với một mức thóc đệ nhất thiên hạ rẻ nha, 750.000 đồng không bao gồm phí ship vận chuyển.
750.000 đồng. Nguyên cái biến áp nguồn của cơm ly 16 sò đã bao nhiêu tiền này? Mà lại biến áp nguồn của cơm ly Nanomax Zin, biến áp Zin. Còn chưa nói đến hai cái mạch công suất này nha. Đấy, 750.000 đồng. Thế còn khi mình thay chiết áp và công tắc hoàn thiện, nghe nhạc và hát karaoke tốt chuẩn, không ù xì gì, thì mình bán 1.150.000 đồng, không bao gồm phí ship vận chuyển. Thôi xin phép dừng video ở đây. Thân ái chào tạm biệt. Xin chào.